Kính thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 15 tháng 11 đến 18 giờ ngày 16 tháng 11, Tây Ninh ghi nhận thêm 374 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 313 ca so với ngày 15 tháng 11, trong đó test dương sàng lọc 374 ca, cách ly tập trung 0 ca, cụ thể ngoài tỉnh 1 ca, huyện Gò Châu 99 ca tăng 2 ca, trong đó bầu đồn 7 ca, cẩm giang 20 ca, Hiệp Thạnh 5 ca, Phước Đông 14 ca, Phước Thạnh 4 ca, Phước Trạch 7 ca, Thành Đức 8 ca, Thanh Phước 13 ca, Thị trấn Gò Dầu 21 ca. Huyện Tân Châu 88 ca tăng 74 ca, trong đó Suối Ngô 58 ca, Tân Đông 12 ca, Tân Hiệp 1 ca, Tân Hòa 2 ca, Tân Hội 5 ca, Tân Hưng 2 ca, Tân Phú 6 ca, Tân Thành 1 ca, Thành Đông 1 ca. Thành phố Tây Ninh 77 ca tăng 40 ca, trong đó Bình Minh 2 ca, Hiệp Ninh 28 ca, Ninh Sơn 9 ca, Ninh Thạnh 1 ca, Phương 1 3 ca, Phương 2 3 ca, Phương 3 14 ca, Phương 4 14 ca, Tân Bình 1 ca, Thành Tân 2 ca. Thị xã Hòa Thành 57 ca giảm 14 ca, trong đó Hiệp Tân 5 ca, Phương Long Hoa 8 ca, Long Thành Bắc 17 ca, Long Thành Nam 5 ca. Long Thành Trung 5 ca, Trường Đông 1 ca, Trường Hòa 2 ca, Trường Tây 14 ca. Huyện Dương Minh Châu 45 ca không tăng giảm, trong đó Bào Năng 20 ca, Bến Củi 2 ca, Cầu Khởi 3 ca, Chà Là 5 ca, Phước Minh 2 ca, Phước Ninh 2 ca, Suối Đá 6 ca, Thị trấn Dương Minh Châu 1 ca, Trung Mít 4 ca. Huyện Châu Thành 5 ca giảm 68 ca, trong đó An Cơ 1 ca. Đông Khởi 1k Hoa Thành 1k Thái Bình 2k Huyền Bến cầu 2k giảm 90k trong đó Long Giang 1k Long Khánh 1k về tình hình cách ly y tế cách ly tập trung 1951 người cách ly tại nhà nơi lưu trú 7.7732 người về công tác điều trị bệnh nhân đã có hồ sơ bệnh án bệnh nhân đang điều trị 5.228 bệnh nhân luiy kế đến thời điểm hiện tại tổng số bệnh nhân COVID-19 17.919 bệnh nhân. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện trong ngày 117, lũy kế 12.498. Số ca tử vong 193 ca trong ngày 16 tháng 11, 3 ca. Về tình hình phong tỏa, lũy kế đến ngày 16 tháng 11, tỉnh đã thiết lập 1.045 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 223 vùng, 822 vùng đã giải tỏa. Về tình hình thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 113 người với tổng số tiền 169 triệu 500 ngàn đồng. Đến ngày 16 tháng 11 đã chi hỗ trợ 121.358 người với tổng số tiền 182 tỷ 911 triệu 220 ngàn đồng.